Em xin chào các bác. Hôm nay có cái con lâm ly này em bán sở cho các bác nhá. Đấy, con này là con đề nông 390RE đời 2013-2015, sản xuất vào những khoảng năm đấy. Và những cái con này thì nó là dòng đời cao, tiếng của nó để ghép với các dòng bookshelf và thứ nghe rất là phê đấy. Thì cái con 390RE này thì là bình thường nó giá nó khoảng 4 triệu rưỡi nhá, nhưng con này em bán 3 triệu rưỡi thôi đấy, 3 triệu rưỡi thôi nhá. Bác nào mua alo em đấy. Thì con này nó về thì nói chung là mấy cái núm này nó đang hơi kém này đấy, tức là nó cái sơn của nó không biết là vì cái lý do gì mà nó hơi bị ấy, hơi bị kiểu chảy xước một xíu nhiều đấy. Thì cái này về các bác là cần thì có thể là đánh, đây là cái núm bằng nhựa nhá, thì là các bác hoàn toàn có thể là nó mạ cái ấy thôi, thì là các bác hoàn toàn có thể là đánh nó đi xong rồi mình sơn lại vào nhá, mình sơn lại đi là ok nhá. Nhưng mà cái này thì bên em sẽ không làm mấy cái này làm gì cả, bởi vì là nhiều khi là mình động chạm vào thì khách nhà bảo là cái này nó không còn đúng nguyên bản của nó, nọ kia nó rất là khó đấy, nên là em sẽ để cái này cho các bác về, mọi người ai cảm thấy ok đấy thì là tự sơn nhá, đấy cảm thấy ấy thì tự sơn, còn nếu không cứ để cái này thì dùng thì tùy đấy. Thì cái này nó chỉ một chút ở cái hình thức thôi, thì em trừ luôn 1 triệu nhá, 4,5 triệu trừ luôn 1 triệu là còn 3,5 triệu đấy, bán cho mọi người luôn cho nó nhanh đấy, coi như em bán lỗ mất mấy trăm nghìn rồi đấy, nhưng mà thôi nhá. Đây con này là con 390RE nha đấy. Cái vỏ biết còn rất là ok này. Đấy. Đấy. Đấy, nhà vỏ biết ok nhá. Công suất của âm ly là đi 200W, điện 100V, các bác nhà các bác nhớ đừng cắm nhầm điện nhá. Trở kháng 4-16 thì mình ghép được các cái loa rất đa dạng. Có cổng Prio để kết nối thêm với cả cục đẩy để mình làm mở rộng thêm cái nhá, mở rộng thêm công suất nhá. Đấy. Ok. Đấy. Âm ly vẫn ra vị trí bình thường này, hai bên này. Đây tép này. Hai bên này. Tầng bát này. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy, để phòng trừ trường hợp ví dụ có bác bảo là cái này nó không phải cái con âm ly mà em quay như thế này, ở đây nó có cái chờ hiểu sao nó dáng này vào đây. Đấy, nó sẽ có một cái miếng đen ở đây nhá. 2013 này. Với ở đây nó có ghi cái mã là T10304 này nhá. Đấy, rõ ràng luôn nhá. Đấy, công khai luôn để cho các bác thấy. Đấy, một vài cái đặc điểm nhận dạng của nó, và trên mặt này nó có chữ new này, BMA390RE này nhá. Đấy nhá. Đấy thì con 390RE đấy các bác thấy này, tiếng rất ok luôn. Đấy. Để nao nớt vào tiếng bass nó còn đánh còn khủng nữa này, có thấy không? Nào nữa này. Ok chưa? Thì đây là con 390RE nhé. Con này công suất 200W. Quên công suất. Con này công suất của nó là 200W điện 100V nhá. 200W điện 100V đấy. Với một công suất khủng như thế này thì cái việc mà nó kéo được một đôi loa bass 25-30 là chuyện bình thường nhá. Đấy, vì những cái loa bass 20 bass 25-30 thì thường cái công suất nó khoảng tầm 80W một loa này là quay thoải mái luôn. Là như cái đôi này bass 27 đây, kéo căng đét mới chỉ lên đây. 10 giờ này. Trước gần 12 giờ nhá. Mà nó bánh gọi là lát hết cả loa luôn. Đấy thì bác nào quan tâm đến con âm ly 390RE này thì alo em nhá. Con này em bán xả 4,5 triệu còn 3,5 triệu nhá. Thì bác nào mua alo em.
Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Còn bác nào mà quan tâm hàng đẹp thì đấy, quan tâm hàng đẹp thì là giá của nó là 4,2-4,5 triệu tầm đấy nhá. Đấy, con này là 3,5 triệu. Đấy, ok. Em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người. Vâng.